Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay là ngày 29 tháng 10 năm 2020. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành làm video clip giới thiệu tới quý vị và các bạn cũng như tất cả các khách hàng trên toàn quốc một bộ sản phẩm, đó là bộ bàn ghế gỗ mun Hoa, hay còn gọi là bộ bàn ghế gỗ mun Lào. Bộ bàn ghế này có tên gọi là bộ bàn ghế Minh Quốc Voi. Chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của khách hàng ở trong Vũng Tàu. Bộ này chúng tôi làm 4 ghế đơn, một bàn to và hai bàn trà. Thì toàn bộ các cái sắc vân mà quý khách đang chiêm ngưỡng đây là vân thật, chúng tôi chưa có vẽ vân. Chúng tôi vừa mới lót xong. Và để lót được như này thì chúng tôi trải qua 6 lần tẩy axit để cho cái chất nhựa của gỗ mun nó ra, sau đó chúng tôi mới lót lên để hoàn thiện được bộ ghế gỗ mun như này. Chúng tôi rất là kỳ công, hoàn thiện trong vòng 6 tháng mới xong. Ngay từ khi ban đầu chúng tôi phải chọn gỗ, lựa gỗ và chúng tôi sẽ luộc. Luộc như chúng ta hình dung như là luộc bánh chưng, thì cái chất nhựa ở trong gỗ nó sẽ chảy ra. Chúng tôi luộc ngày đêm, sau đó phơi khô mới làm được bộ bàn ghế đẹp như thế này. Thì trước mặt bàn của bộ bàn ghế Minh Quốc Voi này chúng tôi làm kích thước là dài 1m97 và rộng 1m07 theo với thước số đẹp, và toàn bộ phần ván mặt bên trên là chúng tôi không làm khuôn, chúng tôi làm dày 5 phân. Và các bạn cùng xem tới chiếc ghế đơn của bộ bàn ghế gỗ mun Hoa được chạm ở Minh Quốc Voi, tức là phần tay này chúng tôi cũng chạm ở con voi. Bộ này là bộ cột 14, gồm có 4 ghế đơn, một bàn to và hai bàn trà. Chân chúng tôi cũng chạm voi và phần yếm này chúng tôi làm dày 4 phân. Chân là chân 14, cột 14. Và vách thì chúng tôi làm dày 5 phân. Toàn bộ các cái sắc vân này là vân thật 100% vì chúng tôi đang quay hàng mộc. Chúng tôi cũng muốn khuyên quý khách hàng lưu ý, trước khi xem bộ bàn ghế gỗ mun thì quý khách nên xem mộc để đảm bảo quyền lợi của quý khách, tránh bị lừa đảo rủi ro các cái trường hợp vẽ vân. Và để làm được bộ bàn ghế mun hoa này, chúng tôi phải trải qua rất nhiều các cái quá trình. Sau khi chúng tôi lót, chúng tôi sẽ phơi nắng để cho nó nứt nát. Bắt đầu chúng tôi sẽ hoàn thiện tiếp. Bản chất của gỗ mun này là nứt răm rất là nhiều. Nên quý khách cứ hỏi chúng tôi là trong vòng 1 tháng tới 2 tháng có xong được bộ bàn ghế, thì chúng tôi cũng trả lời luôn là chúng tôi không dám làm, vì nó liên quan tới bảo hành của khách hàng. Một bộ bàn ghế như này chúng tôi thi công trong vòng từ 5 tới 6 tháng mới xong. Thì quý khách lưu ý, nếu muốn chơi về các cái bộ bàn ghế gỗ mun, quý khách nên có thời gian đặt trước. Chúng tôi làm sẽ cẩn thận hơn. Tôi xin nhắc lại, đây là vân gỗ, là vân thật tự nhiên của bộ bàn ghế Minh Quốc Voi. Vì đây đang là hàng mộc, toàn bộ vân gỗ được chúng tôi tuyển rất là đều. Và sau video clip này chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn bộ bàn ghế Minh Quốc Voi bằng gỗ mun hoa cột 22. Video thì đang được quay trực tiếp tại Sở Sơn PU của chúng tôi, nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Và trong các video lần trước chúng tôi cũng giới thiệu rất nhiều các cái video hoàn thiện Minh Quốc Voi và Minh Quốc Nghê. Cái nét làm đặc trưng của chúng tôi cũng đục tay kênh bong moi móc, khác với các hàng chợ thị trường. Phần trương này chúng tôi cũng làm hai mặt như nhau và phần tay cũng vậy, và phần cột thì được chọn vân chọn gỗ rất là đều. Để các bạn đang xem là chúng tôi đang vừa với tẩy axit xong, phơi nắng cho nó khô, thì phơi nắng nó sẽ là gỗ nó sẽ nứt, và sau đó thì chúng tôi sẽ hoàn thiện tiếp. Thời gian để làm một bộ như này nó rơi vào từ 5 tới 6 tháng, quý vị lưu ý nhé. Quý vị muốn chơi về dòng gỗ mun thì hãy liên hệ cho cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lanh qua hai số điện thoại 0986 88 3349 hoặc 0985 22 66 84.
Chúng tôi sẽ tư vấn và mẫu mã, báo giá cụ thể từng các cái sản phẩm để làm được bộ bàn ghế chọn vân cột như này. Giá thành nó rất là cao. Cũng một bộ ghế như này, chúng tôi cũng so sánh luôn, nếu như các cái tay cột không có vân thì chúng tôi bán giá thành chỉ bằng nửa tiền bộ bàn ghế này thôi. Bộ bàn ghế này gồm có 4 ghế, một bàn trà, một bàn to. Làm theo yêu cầu của khách hàng trong Vũng Tàu. Bàn trà này kích thước chúng tôi làm dài 1,07 m và chiều rộng là 40. Đây là bộ bàn ghế Minh Quốc Voi cột 14 gỗ mun hoa da báo hay còn gọi là mun hoa của Lào. Video đang được chúng tôi quay mộc để cho quý vị xem vân gỗ là vân thật. Nhiều quý khách đang thắc mắc về vân thật hay vẽ vân thì quý khách nên xem mộc trước khi sơn để đảm bảo quyền lợi. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để xem thêm các cái video mới nhất về bộ bàn ghế gỗ mun hoa. Bản chất của gỗ mun hoa khi chúng tôi mua thì giá thành nó đã cao rồi, nên là khi làm nên sản phẩm thì giá thành nó rất là cao. Quý khách hãy đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất của chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.